Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh âm thanh của Xuân Đỉnh Audio. Và trong clip buổi trưa ngày 16 tháng 1 thì Xuân Đỉnh lại được tiếp tục phục vụ quý vị với những cái sản phẩm mới về. Và trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho quý vị hai cái sản phẩm. Một thiết bị chuyên giải mã nhạc số dành cho anh em nghe qua TV, Smart TV, điện thoại, máy tính. Hai là một chiếc âm ly kiêm giải mã cho anh em vừa nghe nhạc vừa xem phim. Đấy. Mức giá thì nói chung là do cái thị hiếu thị trường nên là giá nó cũng khác nhau. Anh em xem cũng như chi tiết thì sẽ đỉnh báo giá kỹ trong clip luôn chứ không có bao giờ là bán hàng mà không báo giá cả. Đầu tiên thì sẽ đỉnh sẽ giới thiệu cho quý vị là một chiếc đầu tách MD. Con này là con MD5 MK2 quý vị nhé. Dòng này thì thiết kế của nó là size 43 đúng như những dòng của đầu lông, mặt của nó là mặt phay nhôm màu vàng chanh. Đấy. Và những cái dòng tech này thì nhìn nó rất là sang trọng, thiết kế cái núm của nó rất là dị dạng, có cả số. Đấy. Dòng này MD chuyên dành cho anh em nghe nhạc số, nhạc mạng giải mã. Thì đây là một chiếc MD Sơn Đỉnh đã test luôn cho anh em, có cả đĩa này. Đây mình cho đĩa ra cho anh em cùng xem tốt này. Đây là cửa đĩa ra này. Đấy. Thì cái dòng đây là chiếc đĩa MD này. Cái đĩa này thì nó tiện dùng hơn CD, đó là anh em vừa ghi được nhạc trực tiếp từ điện thoại vào trong cái đĩa này, hoặc là trực tiếp từ Smart TV vào trong cái đĩa này. Sau đó anh em nghe bằng cái đĩa này rồi nghe chán thì em có thể xóa nó đi và ghi lại được. Còn riêng mà đĩa CD có giải mã thì nó chỉ nghe được CD nhưng không thể ghi được trên cái đĩa đấy. Cho nên là cái này nó sẽ tiện dùng hơn. Và những cái dòng tech này thì anh em đều biết đến, nó là một cái thương hiệu chuyên phục vụ cho những đầu cối đĩa than. Còn những dòng đầu giải mã thì cũng khá là ít, hoặc là những dòng âm ly tech thì cũng khá là ít trên thị trường. Mặt của nó thì mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp quý vị nhé, size 43. Ở trên cạnh này thì có trầy xước một chút xíu, đây là ở cạnh trên thì do các cái thiết bị khác nó đè lên nên nó có bị chảy, còn đâu là riêng về phần mặt thì Xuân Đỉnh nói rõ là đẹp xuất sắc. Đấy. Sử dụng điện 100V. Các cái tính năng của nó thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho quý vị luôn. Đây là một trong những dòng đầu giải mã không cần đĩa mồi, thì anh em chọn này nó có hai đường vào đây, digital 1 này. Analog chính là đường cắm qua tín hiệu điện thoại để khi anh em sử dụng nhạc trên điện thoại thì nó có cái phần khuếch đại volume tín hiệu. Thì khi mình chọn analog thì xong mình chỉ bấm Recall này. Đấy. Thì đây mình xoay analog này. Nếu xoay sang digital anh em chỉ cần bấm Recall này nó sẽ ra. Nhưng mà hiện tại thì Xuân Đỉnh đang không cắm cổng quang nhưng đã test để hoạt động hoàn hảo hết. Và Xuân Đỉnh sẽ test cho anh em bằng điện thoại thì đang sử dụng đây. Thì cắm sang đường analog. Đấy. Analog và bấm một chữ jack này. Thì cái đường mà anh em cắm sử dụng qua điện thoại thì nó lại có cái đường rich này, và tức là có phần volume khuếch đại âm thanh nên tiếng nó ra rất là tốt. Còn khi anh em sử dụng cổng quang thì nó khuếch đại âm thanh khá là lớn nhưng nó không qua phần volume này đâu quý vị nhé. Đấy. Đấy là phần giải mã. Và những giải mã này nó rất là tiện dùng cho anh em. Và bao giờ tín hiệu âm thanh khi qua những cái đầu giải mã này thì nó sẽ khuếch đại lên khá là nhiều. Chất âm cũng vậy, rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa, xin lỗi Xuân Đỉnh báo giá luôn. Đó là chiếc đầu giải mã Tech chuyên phục vụ cho anh em nghe nhạc số. Thì Xuân Đỉnh bán cho quý vị với mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Dòng này nó cũng khá ít trên thị trường. Và tiếng của dòng này thì rất là hay. Sử dụng điện 100V. Tiếp theo nữa thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho quý vị là một chiếc âm ly kiêm giải mã. Dòng này thì cũng nghe nhạc số và đây là âm ly vừa nghe nhạc vừa xem phim, hai anh em hay gọi là âm ly 5.1. Hàng này là của Đơ-Đông. Model của nó là 2870, dòng này đời khá là cao. Có rất là nhiều các cổng quang cho anh em kết nối trực tiếp từ Smart TV. Và một cái đặc biệt hơn nữa là dòng này anh em có thể nằm dè rất là tốt vì đằng sau nó có cái cổng Prius. Tức là khi anh em lấy tín hiệu cổng quang qua chiếc âm ly này làm dè cho các cái chiếc âm ly khác, hoặc là anh em vừa làm âm ly nghe nhạc cũng được vì dòng này tiếng khá là tốt. Thì đây Xuân Đỉnh cũng đang test cổng quang từ chiếc đầu MD này xuống thẳng âm ly cho quý vị cùng nghe.
qua cái đường Analog Jack này. Đây, bấm Jack câu này. Thì quý vị đang để ý nè, mình đang cắm cổng digital, off digital 4. Chiếc Omni Đà Long thì nó có size của nó là size 43, mặt phai nhôm, máy thì rất là dày dặn, núm đúc, tiện, đẹp, xuất sắc, mặt không có một vết xước nào cả. Con này nó có công suất của nó là 235W, sử dụng là 10 sò than, đánh hai cầu AB. Đây, khi anh em nhìn cái chữ phông để chọn cầu loa AB thì nhấn vào đây. Đấy, A hoặc B này, A cộng B này, đấy, hoặc là A hoặc B. Đấy. Thì anh em đánh cổng nào anh em chỉ bấm cổng đấy, và đằng sau nó có khá là nhiều cái cổng vào. Có cái đường fashion là đường chọn tín hiệu đầu vào, rất là nhiều đường vào này, AUX này, CD, VCR đấy. Cực kỳ là nhiều. Và cũng có phần chỉnh bass check, và đây là vì đây nó là thế hệ của dòng những dòng xem phim cho nên nó có rất là nhiều chức năng chỉnh nghe nhạc xem phim đều rất là tuyệt vời. Đấy. Đây, phần chỉnh bass check thì anh em nhìn nó có chữ tone. Nhưng mà dòng này anh em về càng nghịch nhiều thì càng khoái. Đấy, bấm ton phát thì có phần bass cho anh em volume di chuyển. Đấy, check này. Đấy. Cộng trừ 10. Đấy. Còn trên cùng một núm volume. Dòng này thì nó sở hữu là volume vô cực cho nên anh em có thể xoay tròn thoải mái. Thực chất ra những cái dòng đời cao này nó đều có điều khiển, nhưng mà điều khiển này thì nó rơi tại bên Campuchia hết rồi. Vì ở bên đấy họ tách hết điều khiển, họ bán lẻ. Còn Xuân Đình đây lấy về không có điều khiển thì nói rõ là không có điều khiển, để anh em đỡ phải hỏi những cái dòng đấy. Và chiếc Omni này thì Xuân Đình bán cho quý vị với mức giá là 3.500.000 đồng. Là một trong những dòng khá là khủng, đời rất là cao của dòng Đà Long. Thì đây Xuân Đình sẽ quay cả đằng sau cho quý vị cùng xem. Thứ nhất là về phần tín hiệu âm thanh giải mã qua cái đường đầu CD Tech M5. Thì anh em để ý cái đường Line Out này. Line in này chính là đường cắm điện thoại hoặc là máy tính để khuếch đại bằng volume. Cái đường line out này là anh em cắm xuống âm đi. Còn hiện tại Xuân Đình đang thử là thử cái cổng quang out. Cổng quang out này để xuống giải mã cho chiếc âm đi. Thì đây nó có rất là nhiều các cổng vào. Đấy. Tech M5 điện 100V. Còn dưới là chiếc âm đi Đà Long 2870, đấy, công suất 235W này. Đấy. Và đây, dòng này thì được sản xuất tại Japan luôn quý vị nhé, chứ không phải là ở Malaysia hay gì cả. Nhưng thực ra thì cái chuyện sản xuất ở đâu nó cũng không quan trọng, vì những dòng đời cao này thường thường thì họ sẽ không sản xuất tại Nhật. Nhưng đây là một số rất ít được sản xuất tại Nhật, là Maze Japan. Và đây là các cổng vào. Quan trọng nhất là cái đường Prius này. Đấy, là anh em có thể sử dụng các cái đường này để cắm qua thiết bị khác. Đấy, qua đường phông, đường súp. Đấy, rất là nhiều cái cổng. Còn dưới là cầu loa. Vì dòng này nó có hỗ trợ đường 5.1 cho nên nó có rất là nhiều cái cầu loa. Chính của nó là A và B đây. Anh em có nhìn rõ nó có ký hiệu A và B. Thì nó đánh theo một hàng dọc đỏ đen đỏ đen. Đấy. Nó có các đường Sura Center để hỗ trợ anh em xem phim. Thì những cái dòng này thì nó thiết kế hệ thống hình 5.1 hay là 7.1. Nó có những cả cái đường quên tên cái này. Anh em cũng có thể nhìn qua là biết. Máy khá là khủng, mức giá thì rất là hợp lý cho anh em chơi với những chiếc Omni to như này. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 16 tháng 1 thì Xuân Đình chỉ giới thiệu cho quý vị ngắn gọn là hai chiếc đầu kiêm giải mã. Một chiếc là chuyên dụng là dòng MD giải mã Tech không mồi, model của nó là MD5. Giải mã nhạc số qua TV, điện thoại, máy tính. Thiết bị phối ghép với rất là nhiều, được phối ghép với các cái dòng Omni để nghe nhạc. Còn thứ hai là chiếc Omni Đà Long 2870 kiêm giải mã, vừa nghe nhạc vừa làm giải mã trực tiếp trên chiếc Omni. Thì chiếc đầu Tech này với mức giá 4.500.000 đồng, còn chiếc Omni thì với mức giá 3.500.000 đồng. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại 0395 727582. Tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.